Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm Thứ Nhất Tập 147 Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Chuyển ngữ Lệ Bảo Biên tập Nguyên Tâm Thời gian ngày 23 tháng 6 năm 1999 Địa điểm Tịnh Tông Hợp Hội Singapore Xin mở bản kinh ra. Câu thứ 8 văn trường hàng Nói về hoa lạc thiên Diệu ký thiên dương Đắc thư quan tật mạng Thập phương hư không giới Giải thoát môn pháp môn thiên dương chứng được là trí tuệ xem từ trong kinh văn ngài đạt được là trí tuệ chân thật rốt ráo tròn đầy Làm sao thấy được Từ tật mãn Hư không trong mười phương Tật Chữ này không có vấn đề Mãn Nghĩa là tròn đầy Tròn đầy Là quả gì rốt ráo Cho nên chúng ta không khó hiểu rõ. Những vị này đều là chư Phật như lai quá thân thị hiện. Chính gọi là đáng dùng thân gì độ thoát liền hiện thân đó. Ở đây thị hiện Thân phận thiên dương tầng trời thứ năm của dục giới Không chỉ hiện thiên dương Vua trời cũng có Chúng sanh cũng có Trong phẩm phổ môn Nói hai ứng thân của Bồ Tát Mọi người đều biết được Bồ Tát Quán Thế Âm cũng là cổ Phật tái sanh thị hiện. Đáng dùng thân phận gì độ thoát liên hiện thân đó Già trẻ trai gái mỗi nghề nghiệp Đều có chư Phật Bồ Tát thị hiện Có khi thị hiện mặt tục cũng có khi thể hiện mặt xấu cảnh giới thuận nghịch đều thị hiện có vài chúng sanh trong duyên lành cảnh thuận khai ngộ còn có hàng chúng sanh trong ác duyên khai ngộ Phạm là có thể giúp đỡ chúng sanh giác ngộ Chúng ta biết Không một việc gì không phải Phật Bồ Tát thị hiện Không chỉ thị hiện chánh báo Mà còn thị hiện y báo Thư quan Nói ở đây Quan này là ánh sáng xưng tánh cũng chính là ánh sáng trí tuệ bát nhã vốn đầy đủ trong tự tánh. Ánh sáng này là thật, không phải giả. Tất cả chúng sanh mỗi mỗi đều đầy đủ. Không chỉ đầy đủ, còn đầy đủ viên mạng nhưng trong thân phận chúng sanh tuy đầy đủ nhưng không khởi tác dụng tại sao không khởi tác dụng ánh sáng này đã bị cản trở cản trở quý vị nhất định phải hiểu rõ không phải vật chất có thể cản trở trong sự tướng vật chất Đại sư Thanh Lương nói với chúng ta Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại Cuối cùng là cái gì cản trở? Mê hoặc điên đảo cản trở Điều này đúng là phiền Mê Chúng ta trong buổi giảng thường nói giọng tưởng phân biệt chấp trước là mê trong tất cả kinh luận đã nói quá nhiều rồi nếu không đem những mê chấp này buông xuống ánh sáng bát nhã vốn đủ trong tự tánh của chúng ta không được lộ ra ngoài đức hạnh tài năng vô lượng vô biên vốn đầy đủ trong tự tánh không thể khôi phục không khởi tác dụng vẫn luôn hồi trong lục đạo trải qua những ngày đáng sợ những ngày khổ nhọc thân tâm không được yên ổn tội gì phải như vậy Phật Bồ Tát Là người giác ngộ chân thật Từ bi đến cùng cực Lòng yêu thương đối với chúng ta Sự giúp đỡ đối với chúng ta Thật sự không việc nhỏ nào không làm thì Tùng Lúc xưa thị hiện làm phật vì chúng ta giảng kinh nói pháp bốn mươi chín năm mỗi ngày đều không gián đoạn khuyên bảo dạy dỗ hết lần người thông minh người can tánh lanh lợi nghe một lần hai lần liền giác ngộ quay đầu vấn đề đã được giải quyết chúng ta căng tánh chậm chạp mê muội rất nặng không chỉ chúng ta nghe 49 năm không thể giác ngộ không thể quay đầu Đời đời kiếp kiếp Gặp được duyên này Vẫn không thể giác ngộ Vẫn không thể quay đầu Vậy làm sao đây Thầy Lý nói Tiếp tục Trường kiếp luân hồi Đây là chân tướng sự thật Khi nào quý vị thoát ra vậy Là Một ngày nào đó quý vị giác ngộ Giác ngộ chính là thoát ra vậy Thế nào gọi là giác ngộ Buông xuống Thật sự đem sự ích kỷ Lợi ích cá nhân Phân biệt chập trước buông xuống Đây gọi là giác ngộ Không buông xuống Quý vị vẫn mê hoặc điên đảo Vẫn chưa giác ngộ cho dù học thực hành hạnh bồ tát, quan pháp lợi sanh, thăng hải quan pháp lợi sanh, nhưng rất nhiều người không giác ngộ, vì pha tạp ham muốn riêng của bản thân, thành kiến của bản thân. cũng muốn học bồ tát đạo cũng có thể lợi ích chúng sanh họ làm như vậy có lợi ích chăng không thể nói không có lợi ích đó là phước báo trời người phước báo trời người nói nghe rất hay trên thực tế là phước báo hữu lậu trong lục đạo đây là nói lời thật vì đời sau có thể được thân phận người trời hay không đó là xem đức hạnh của quý vị nếu không có đức hạnh đức hạnh là gì năm giới mười điều thiện có thể tu năm giới và thượng phẩm thập thiện mới có thể sanh lên trời nam giới và trung phẩm thập thiện có thể được thân người cho nên có thể được thân phận người trời hưởng phước báo hay không chắc chắn phải xem đức hạnh của quý vị chúng ta đọc được trong truyện ký ngài an thế cao một người bạn kiếp trước của ngài thông kinh điển doại bô thị thật không dễ thông kinh điển chính là biết giảng kinh nói pháp giảng rất hay giảng không tệ những điều nói ra đều là ý phật lại quan hỷ bố thị Người như vậy Thật khó có được Nhưng thỉnh thoảng Đi khất thực Trong kinh nói phần dạy Phần dạy chính là khất thực Phân dạy chính là tiếng Ấn Độ Đi khất thực Thức ăn người ta cúng ăn không ngon Trong lòng có chút buồn rầu Nghĩ <laughs> rằng Bản thân tu hành Hoàng pháp lợi sanh Thật sự đối với xã hội Đối với chúng sanh Có cống hiến Nhưng hôm nay Một bát cơm xin này thật là khó nuốt Động một chút ý niệm như vậy Đời sau đó vào đường súc sanh Làm Long Dương Chính là thần của Hồ Cộng Đình Là thân rắn Thân là thân rắn Quý vị nghĩ xem nhân quả này thật đáng sợ biết bao Chúng ta xem người này là người tu hành chân chánh chỉ không xả bỏ một ý niệm nhỏ như vậy liền đọa thân súc sanh chúng ta hôm nay Đức Hạnh không bằng họ giọng niệm hơn họ không biết gấp bao nhiêu lần nghĩ xem tương lai chúng ta ở đâu Càng nghĩ càng sợ hãi Năm giới mười điều thiện nếu tu không tốt Chúng ta đời sau chỉ sợ không phải ở đường súc sanh Bạn đồng tu của Ngài An Thế Cao đoá vào đường súc sanh cho nên Ngài đến Cửu Giang Đến miếu thần độ người bạn đồng tu của Ngài Giảng Kinh nói Pháp cho ông khuyên ông buông bỏ tất cả Ông cũng xem là không tệ Đúng là thật sự buông xuống Sau khi buông bỏ Ông sanh lên quái trời Vẫn chưa ra khỏi sáu nẻo luân hồi trong truyện kia viết rất rõ ràng chúng ta đọc xong có lòng cảnh tỉnh chăng pháp môn chúng ta gặp rất là phù thắng cơ duyên này rất khó được, rất hiếm có Nhưng để giảng sanh thì Đức hạnh vẫn là một điều kiện quan trọng nhất Trong kinh luận nói rất rõ ràng Tổ sư Đại Đức nói rất rành mạch Tâm tịnh tức quái Phật tịnh Người niệm Phật chúng ta câu điều gì? nhất tâm bất loạn cái chúng ta cầu là cái này cái gì gọi là nhất tâm có ý niệm thứ hai thì không phải là nhất tâm quý vị nhất định phải hiểu được tùy duyên là nhất tâm phan duyên là đã rơi vào hai ba Tùy duyên Chúng ta hôm nay cũng thường nói Người thế gian cũng thường nói Sáng tạo điều kiện Phật Bồ Tát cũng chủ trương Tạo ra điều kiện Nhưng Phật Bồ Tát tạo ra điều kiện Và người thế gian tạo ra điều kiện Không giống nhau Người thế gian là phan duyên tạo điều kiện phật bồ tát là tùy duyên tạo điều kiện không giống nhau phải hiểu đạo lý này thế nào gọi là phan duyên tạo điều kiện vậy thế nào gọi là tùy duyên tạo điều kiện vậy phan duyên là hướng ngoại tâm của quý vị chạy theo bên ngoài tâm tùy duyên này là hướng nội không phải hướng về bên ngoài nhà phật gọi là nội học cho nên phật bồ tá tạo điều kiện là cậu từ trong tự tánh ngài không phải hướng về bên ngoài cậu từ trong tâm mình sửa đổi hoàn cảnh bên ngoài trong Kim thường nói Y báo tùy theo chánh báo chuyển Hoàn cảnh vật chất là Y báo Hoàn cảnh nhân sự cũng là Y báo Không những Phật Bồ Tát Hiểu được đạo lý này Bậc Thánh Hiền Thế gian Cũng hiểu được đạo lý này ngày xưa làm được một cuộc thay đổi này trường hợp rõ ràng nhất là vua thuấn thời cổ đại chúng ta trong sự ghi chép sách vở lịch sử đọc được hoàn cảnh cuộc đời của vua thuấn thật ác liệt Ông dùng phương pháp gì Chuyển đổi vậy Giống với phương pháp Của Phật Bồ Tát nói Nguyên lý như nhau Hoàn toàn tìm cầu từ Bên trong Đây gọi là tùy duyên Cha ông, mẹ kế em trai do mẹ kế sinh không ai có ấn tượng tốt với ông ông có thể thay đổi quan niệm của tất cả mọi người trong nhà không phải chuyện dễ thay đổi thế nào hoàn cảnh tồi tệ làm sao chuyển đổi thành hoàn cảnh tốt đẹp vậy Đều bắt đầu từ tâm Đúng. Như Lục Tổ Huệ Năng Có nói Đúng. Nếu người thật tu đạo Đúng. Không thấy lỗi thế chàng Thuận không nhìn thấy lỗi thế chàng Thuận không nhìn thấy lỗi lầm của cha mình Không nhìn thấy lỗi lầm của mẹ kỳ, Không thấy lỗi lầm của em trai Những gì ông nhìn thấy là lỗi lầm của bản thân Đây thật sự hiểu được tùy duyên. Thật sự là làm được tùy duyên. Người bên ngoài không có lỗi, lỗi lầm do bản thân. Người ta không thích tôi là do tôi làm không tốt. Tôi làm không thể vừa ý người. Ngày ngày tự mình kiểm điểm bản thân, ngày ngày sửa đổi bản thân cho nên cảm động cả nhà gia đình thay đổi quê hương xóm làng cảm động cuối cùng đến quốc dương cũng cảm động lúc đó quốc dương là vua nghiêu vua nghiêu đem ngôi vua nhường cho ông gả hai người con gái cho ông cho nên trong hai mươi bốn gương hiểu thuấn là gương hiểu lớn đầu tiên ông là tùy duyên không phải phan duyên phan duyên là tìm hiểu làm sao thay đổi bên ngoài ông không phải hoàn toàn từ bên trong chư phật bồ tát đều dùng cách này Cho nên người tu hành trần chánh chắc chắn cần hiểu được bên ngoài không có sai lầm. Quý vị cho rằng bên ngoài có sai lầm. Vấn đề của quý vị mãi mãi không thể giải quyết được. Vấn đề gì? Sanh tử luân hồi. Oan oan tương báo. lại nói cái gọi là đòi nợ trả nợ đền ơn báo oán đây đều là vấn đề nghiêm trọng của thế gian cái người thế gian gọi là vấn đề lịch sử trong phật pháp gọi là vấn đề nhân quả chỉ có thực sự hiểu được hướng về bên trong cậu là bước thay đổi lớn từ trong tâm vấn đề này mới giải quyết tốt đẹp đạo lý này trong kinh điển đại thừa nói rất thấu đáo nói rất rõ ràng Sách xưa của nhà Nho Chỉ nói đến một cương lĩnh chung Không nói tường tận Cương lĩnh là thuần túy Nhưng người hiện đại rất khó thể hội Cho nên cách dạy học của Nho và Phật Đích thực hỗ tương thành tựu lẫn nhau Chúng ta thực hành ngay trong đời sống Cương lĩnh càng đơn giản Càng giãn tắc càng tốt Nhưng những cương lĩnh này Cần hiểu rõ Tổ cùng Vậy chắc chắn cần nói rõ tường tận Và nói rõ tường tận nhất Đó là Kinh Phật Chúng ta hôm nay Trong bao nhiêu năm học Phật Cũng đưa ra một cương lãnh tu hành Chúng ta dùng 20 chữ Chân thành Thanh tịnh bình đẳng chánh giác, từ bi Mười chữ này Là dùng tâm giữ tâm tố tâm tốt chính là mười chữ này mười chữ này chính là phật tánh chính là tự tánh trí tuệ đức năng tài năng vốn đầy đủ trong tự tánh Trong mỗi chữ này, mười chữ đều chưa vô lượng nghĩa. Thực hành trong hình tướng Chúng ta nhìn xem hình tướng của chư Phật Bồ Tát thị hiện Bất kể thị hiện thân phận gì Bất kể thị hiện nghề nghiệp gì Sắc tướng không giống nhau Nhưng nguyên tắc như nhau Không gì không nhìn thấu Không buông xuống nhìn thấu buông xuống chính là tướng phật xả bỏ liền được thanh tịnh tràn đầy trí tuệ những thọ dụng ngày có được là tự tại tùy duyên tự tại là tự thọ dùng tùy duyên là tha thọ dùng chúng ta cần học học phật là học từ đây cho nên trí tuệ bậc cao này là trí tuệ tròn đầy tràn đầy mười phương cõi hư không Tật là nhanh nhẹn Ý niệm mới động liền biến đầy pháp giới hư không Ý nghĩa tật mãn này Chúng ta nói Rất nhiều Bất luận Địa vị Bồ Tát hay địa vị Phàm Phu cho đến chúng sanh trong ba đường ác, khởi tâm đồng niệm, quý vị cần biết được. Lập tức tràn đầy pháp giới hư không. Chư Phật Bồ Tát, các ngài tâm địa thanh tịnh. Tâm hết sức thanh tịnh Pháp giới tất cả chúng sanh Khởi tâm động niệm Đến ý niệm yếu ớt Ngài đều có thể cảm ứng được Ví như một bộ máy tiếp nhận vậy Vô cùng linh mẫn Một làn sóng vô cùng yếu ớt Ngài cũng tiếp nhận được phàm phu chúng ta sao lãng cần làn sóng rất lớn chúng ta mới có thể tiếp nhận được làn sóng yếu ớt chúng ta không thể phát hiện ra điều này trong phật pháp nói chính là định lực là tâm thanh tịnh tâm càng thanh tịnh Năng lực tiếp nhận của quý vị càng lớn Tâm không thanh tịnh Năng lực tiếp nhận của quý vị càng nhỏ Chúng ta khởi tâm động niệm Và tất cả việc làm Phật Bồ Tát đều biết Biết rất rõ Quỷ thần cũng biết Quý thần y quả báo được ngũ thông. Họ không có lậu tận thân. Y quả báo được ngũ thông. Có thiên nhãn, thiên nhĩ, thần túc. Tha tâm, túc mạng, biết được quá khứ dị lai. Người xưa thường nói, ngẩng đầu ba thứ có thần linh chúng ta khởi tâm động niệm và tất cả việc làm quỷ thần thấy rất rõ ràng quỷ thần ở đó ghi chép làm thành hồ sơ cho quý vị cho nên chuyện phiền phước sau này rất nhiều quá nhiều Chúng ta nói những lời này Người bây giờ nghe lắc đầu cười cười Mê tín Họ không tiếp nhận Họ nói chúng ta mê tín Nói thật sự cho họ Họ không tin Lừa thì họ tin Nói điều giả dối thì họ tin Những người này tương lai là một mảng đen tối Không biết sanh từ đâu đến Chết đi về đâu Người tâm địa thanh tịnh biết được Hiện nay ở châu Âu, châu Mỹ Tôi cũng gặp được vài người nước ngoài Họ tham thiền tu định Trong định họ thấy được rất nhiều cảnh giới cho nên đối với lục đạo luân hồi trong phật pháp nói họ khẳng định rất chắc chắn họ nói rằng đây là sự thật họ có thể nhìn thấy ánh sáng trên thân mỗi người phóng ra không giống nhau màu sắc không giống nhau, lớn nhỏ không giống nhau, ánh sáng kim sắc, ánh sáng màu vàng, quỷ thần đều tôn kim, đây là người thiện, tâm địa thanh tịnh sáng ngời nếu ánh sáng phóng ra là màu xám màu đen quỷ thần xem thường có khi còn cố ý đến trêu chọc khiến quý vị điên điên khùng khùng khiến quý vị tinh thần trí tuệ không rõ ràng quỷ thần trêu chọc quý vị nói như ngày nay gọi là ước khí xem thường quý vị Đặc biệt là khi số mạng của quý vị yếu kém khi làm ác nhưng gặp may quỷ thần cũng như quý vị dài phân tạm thời bỏ qua đợi đến khi hết giận may quỷ thần liền đến ức hiếp trêu chọc quý vị những việc này thường hay có chúng ta không thể không biệt tôi ngày ngày ở đây khuyên bảo mọi người người thông minh họ nghe rồi tin giác ngộ siêng năng phản tỉnh sửa đổi cho nên nhất định cần phải hiểu được đây là một việc vô cùng chính xác. Chúng ta khởi tâm động niệm, ý niệm này, cái gọi là làn sóng tư tưởng này Biển khắp pháp giới, làn sóng tư tưởng cũng là ánh sáng. Chúng ta niệm niệm, niệm mong cầu cầu sanh thế giới tây phương cực lạc nếu tư tưởng của chúng ta không giống với tư tưởng của phật quý vị nghĩ xem quý vị làm sao đi được tư tưởng của phật là gì những điều trong kinh đã nói chính là tư tưởng của phật bồ tát đặc biệt là nói đến cương lĩnh bốn mươi tám nguyện trong Kinh vô lượng thọ nói đó chính là cương lĩnh chung của thế giới tây phương cực lạc nguyện thứ nhất của Phật A Di Đà nói thế giới tây phương cực lạc không có ba đường ác tại sao không có ba đường ác quý vị cần biết được người của thế giới tây phương cực lạc không có tham sân si Tham sân si là nhân Ba đường ác là quả Không có quả Chứng tỏ không có nhân Chúng ta vẫn muốn tạo tham sân si Làm sao có thể giảng sanh Cho nên Không đoạn tham sân si Không thể giảng sanh Đoạn tham sân si quá khó Tín Độ Tông nói Đoạn là phục đoạn không phải là diệt đoạn Diệt đoạn khó Làm sao chế phục Dùng một câu A-di-đà Phật chế phục nó Người xưa chú trọng Gọi là truy đảnh niệm Phật Đây là đối trị điều gì Đối trị người phiền não tập khí nặng Người không thể chế phục phiền não của bản thân Dùng phương pháp này Có lẽ có công hiệu Truy đảnh là bốn chữ Người xưa thường nói rằng Niệm kinh không bằng niệm chú Niệm chú không bằng niệm Phật Niệm sáu chữ không bằng niệm bốn chữ Đại sư Liên Trì cũng niệm theo phương pháp này Điều này quý vị có thể nhìn thấy Trong truyện ký của Liên Trì Đại sư Có người thỉnh giáo với Ngài Niệm Phật như thế nào? Ngài nói niệm bốn chữ Ngài dạy người niệm Phật thế nào? Dạy người niệm sáu chữ Bản thân niệm bốn chữ quý vị muốn hỏi ngài tại sao vậy người khác người khác chưa chắc phát tâm giảng sanh tịnh độ cho nên niệm sáu chữ nam mô nghĩa là cung kính lễ kính là quay về nương tựa thêm những lời khách sáu này lời tôn kính bản thân hạ quyết tâm đời này chắc chắn phải giảng sanh tịnh độ tất cả những lời các sáo đều không cần niệm bốn chữ chấp trì danh hiệu trong kinh dạy chúng ta chấp trì danh hiệu danh hiệu là bốn chữ thật sự hạ quyết tâm sau đó mới hiểu rõ hàng ngày thật sự dụng công là càng đơn giản càng hiệu quả bốn chữ này là phương pháp đơn giản tám dạng bốn ngàn pháp môn không có một pháp môn nào đơn giản hơn dễ dàng hơn pháp môn này nhưng niệm thế nào mới có hiệu quả cần truy đảnh truy đảnh chính là một câu nối tiếp một câu nhất định không buông lời giọng tưởng của quý vị không khởi lên chế phục vọng tưởng cho nên ngài niệm danh hiệu phật là a -di, phật, a, -di phật, a di đà phật a di đà phật a di đà phật một chữ tiếp nối một chữ đây gọi là truy đảnh đóng chặt phiền não khiến nó không thể khởi lên Rất nhiều người dùng phương pháp này Thì rất có hiệu quả Chúng ta nếu phiền não nặng Tập khí nặng phải xấu sửa không được Không sao dùng phương pháp này thử xem sao Nhưng bất kỳ một phương pháp nào Đều cần bên lòng Cần lâu dài Thỉnh thoảng niệm một ngày hai ngày Về sau bỏ mất Phiền não của quý vị lại quá mặt Chẳng có hiệu quả gì Cho nên cần thực hành trong thời gian dài Làm thật Điều này trong Phật Pháp nói Quý vị đã bắt đầu giác ngộ Thị giác Tình tận Nỗ lực Không ngừng Tuyệt đối không lười biếng. Nhà Phật gọi là giống mạnh tinh tấn Tinh tấn là căn lành duy nhất của Bồ Tát Công phu cần cẩn mật Công phu chắc chắn không thể gián đoạn Mọi nơi mọi lúc thận trọng Thực hành công phu Chúng ta trong đời này mới thật sự có thành tựu. Giúp đỡ người khác tùy duyên. Cũng phải rất siêng năng, rất nỗ lực, giúp đỡ họ rất nhiệt tình. Còn phải bảo vệ thanh tịnh bình đẳng giá của bản thân. Nếu giúp đỡ người khác, thanh tịnh bình đẳng giác của chúng ta lạc mất. Như vậy thì quý vị mắc vào sai lầm rất lớn. Đây là điều người tu hành chân chánh không thể không biết. Cho nên ánh sáng trí tuệ dần dần có thể đạt đến tròn đầy. Thiên dương diệu ký dùng công phu này tu hành chứng quả. Công phu này điều kiện thứ nhất là cần sự nhận biết làn sóng tư tưởng của chúng ta không thể nghĩ bàn Sống ánh sáng không thể so sánh sóng điện từ cũng không thể so sánh vừa khởi tâm động niệm liền biến khắp hư không pháp giới ánh sáng tự tánh bảo vệ tất cả chúng sanh trong pháp giới hư không đây là tác dụng trong quả địa thượng ở đây là nói tác dụng của quả địa thượng Chúng ta từ quả cũng nghĩ đến nhân hành Xem tiếp vị thiên dương thứ chín Thủy tuệ thiên dương Đắc nhất thiết sở tác Vô năng hoại tinh tấn lực Giải thoát muôn trong kinh văn nói đến tất cả tất cả những việc làm không thể ngoại diệt thật không dễ thế nào là sợ tác khởi tâm động, động niệm là sợ tác là những tạo tác của ý lời nói là sợ tác khẩu nghiệp là sợ tác nhất cử nhất động của thân thể là sợ tác những việc làm của thân nghiệp vô lượng vô biên những việc đã làm tất cả không nằm ngoài phạm vi ba nghiệp thân khẩu ý cho nên chúng ta nói đến thân khẩu ý đã bao gồm tất cả những việc đã làm tất cả những việc đã làm, nếu không tương ứng với tự tánh, là phàm phú. chúng ta thường gọi là tạo nghiệp. Tạo nghiệp gì, tạo nghiệp của luân hồi lục đạo. Tất cả việc đã làm của chúng ta Là nghiệp trong luân hồi lục đạo Những việc làm của Bồ Tát Thông thường chúng ta gọi là tịnh nghiệp Cách nói này rất hay nó không phải nghiệp thiện cũng không phải nghiệp ác cũng không phải vô ký những việc làm của phàm phu trong sáu đường, đường chung quy lại không ngoài ba loại thiện ác này vô ký này ba loại đều gọi là nhiễm yeah. nghiệp không phải tịnh nghiệp Những việc làm của Phật Bồ Tát là tịnh nghiệp Nghiệp thanh tịnh Chúng ta quan sát tỉ mỉ trong Kim Hoa Nghiêm Những việc làm của Bồ Tát có thiện, có ác, vô kỳ Thiện ác vô kỳ, ngày đều có tạo Tất cả đều gọi là tịnh nghiệp ừ. Tại sao tất cả những việc làm của các ngài Đều gọi là tịnh nghiệp Những việc làm của chúng ta gọi là nhiễm nghiệp Điều này chúng ta không thể không lưu ý Đọc kinh nói và nghe Không thể qua loa mơ hồ cho qua Quý vị nhất định phải ghi nhớ Bồ Tát Đã lìa bốn tướng Nên tất cả đều là tịnh nghiệp Phạm phu chúng ta Chưa lìa bốn tướng làm việc gì đều là nhiễm nghiệp Chúng ta thông thường trong các buổi giảng Thường nói giọng tưởng phân biệt chập trước Chỉ cần có giọng tưởng phân biệt chập trước Tất cả những tạo tác đều gọi là nhiễm nghiệp Đều không phải tịnh nghiệp Xa rời vọng tưởng phân biệt chấp trước Mới gọi là tịnh nghiệp Chấp trước cái gì? Chúng ta từ điểm chính yếu để nói Chấp trước mình người chúng sanh Thọ giả Chúng ta dùng lời trong Kim Kim Cang nói Mọi người vừa dễ hiểu vừa thấu triệt Nghiệp ác nghiêm trọng nhất Đây là tạo nghiệp luân hồi Chấp trước mình người chúng sanh thọ giả Tất cả những tạo tác của quý vị là nghiệp luân hồi Chắc chắn không thể xa rời luân hồi lục đạo nếu buông bỏ tất cả chấp trước quý vị hiểu được chấp trước là kiến tư phiền não quý vị ra khỏi luân hồi Lục đạo nhưng vẫn còn phân biệt quý vị được coi là chánh giác hay là hạng chứng được chánh giác buông bỏ mình người chúng sanh thọ giả không còn chấp trước nữa nhưng vẫn còn vọng tưởng phân biệt những tạo tác của quý vị là nghiệp nhĩ thừa Chúng ta nói thanh văn duyên giác bao gồm quyền giáo Bồ Tát. Tất cả những tạo tác của quý vị là nghiệp nhị thừa. Không phải nghiệp luân hồi. Trong mười Pháp giới, không gian quý vị xuyên hoạt là thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật tứ thanh Pháp giới. Tứ thánh Pháp giới này là bốn thánh trong mười Pháp giới. Mười Pháp giới giống như bức tường dây vậy, chưa đột phá. Cũng là nói rõ, những người này họ phân biệt mình người chúng sanh thọ giả nhưng không chấp trước. Nếu thêm chấp trước chắc chắn là nghiệp luân hồi Cách nói này của tôi Tôi nghĩ quý vị đồng học nghe dễ hiểu hơn Nếu đối với mình, người, chúng sanh, thọ giả Những ý niệm phân biệt này không còn Tâm thanh tịnh của họ lại nâng cao lên một cấp Họ ra khỏi mười Pháp giới Chứng được nhất chân Pháp giới Mọi người cần hiểu được Đức Phật ở trong kinh nói Nói rất hay Tướng của mình Tướng người Tướng chúng sanh Chúng sanh này bao gồm những thứ có trong hư không pháp giới hôm nay chúng ta nói động vật thực vật khoáng vật còn bao gồm tất cả hiện tượng tự nhiên chúng ta nói hôm nay vì tất cả là hiện tượng do chúng duyên hòa hợp mà sanh ra đến những thứ này tất cả đều không phân biệt đúng thật tất cả đều không phân biệt chính là dạng pháp quy về một chỗ mà thiền tông đã nói một là không có phân biệt vừa phân biệt liền biến thành hai năng phân biệt sở phân biệt không phải là hai rồi sao trong một không có phân biệt Tiến thêm một bước Một cũng không thể được Vẫn còn có một Trong cái một này Không hề có phân biệt Cũng không có chấp trước Một ý niệm cực kỳ di tế Ý niệm này là vọng tưởng Nhưng nó rất di tế Nhất chân Pháp giới Trú trong nhất chân Pháp giới Trong nhất chân Pháp giới Vẫn còn 41 ngôi thứ 41 vị Pháp thân đại sĩ Trong kinh Pháp Hoa nói Đó chính là vọng tưởng có nặng nhẹ Không giống nhau Dòng tưởng nhẹ, địa vị cao, là địa thượng Bồ Tát. Dòng tưởng hơi nặng một chút là Tam Hiền Bồ Tát. Kinh Hoa Nghiêm nói Tam Hiền Mười Thánh 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ. Các ngài đối với bốn tướng ta người chúng sanh thọ giả phân biệt chấp trước đã hoàn toàn không có Cho nên tất cả những việc làm của các ngài là nghiệp thanh tịnh. Chúng ta nhìn thấy trong phần cuối nói về 53 tham. 53 vị này đều là chư Phật Như Lai quá hiện. Tất cả những việc làm của các ngài đều thuộc về sự nghiệp của Phật Bồ Tát. Thanh tịnh bình đẳng giác. Nhưng trên hiện tướng, cùng phàm phu chúng ta không khác. Có thiện ác vô kỳ. Trên thực tế không giống nhau. Tại sao vậy? Dùng tâm không giống nhau phàm phu có phân biệt chấp trước các ngài là tùy duyên tùy duyên và phan duyên, và duyên, và duyên, duyên hai ý nghĩa này nhất định cần phân biệt rất rõ ràng rành mạch một chút hồ đồ cũng không có tốt nhất không nên đem phan duyên cũng xem thành tùy duyên đó là sai quá sai quá sai rồi quý vị phân biệt rõ ràng mới có thể tu hành cũng chính là quý vị mới sống đời sống phật bồ tát mới có thể làm công việc của phật bồ tát quý vị không phân biệt rõ ràng học thế nào cũng học không giống cho nên học phật bồ tát cần có trí tuệ chân thực, công phu chân thực. Trí tuệ chân thực là rõ ràng, rành mạch, là nhìn thấu. Công phu chân thực chính là phải buông bỏ, thật sự buông bỏ, ý niệm tự từ tự lợi. Tôi thường thường nói chuyện rất cạn, nói rất rõ ràng. Tôi bắt đầu dạy mọi người từ ý niệm nắm giữ tất cả người sự vật. Ý niệm này chính là chấp trước. Chấp trước rất nặng. Cần dứt bỏ. cần dứt bỏ tất cả những ý niệm chiếm hữu tất cả người sự vật quý vị có ý niệm không chỉ tất cả người sự vật chiếm hữu tất cả người sự vật này ý niệm này đã là tạo nghiệp ý đang tạo nghiệp nếu có hành vi tạo nghiệp đó chính là thân khẩu ý quý vị đang tạo nghiệp đây là nghiệp luân hồi cực nặng Phật Bồ Tát thị hiện ở thế gian này Và chúng ta thị hiện không giống nhau Việc giống tâm không giống Ngài không có ý niệm chiếm hữu Không có ý niệm nắm giữ Cho nên tâm Ngài mãi mãi thanh tịnh Tương ương với thanh tịnh bình đẳng giác Phàm phu có ý niệm này Ý niệm này là phiền não Câu sanh Không phải học được Do đời đời kiếp kiếp Quân tập mà ra Trong tự tánh không có Phiền não vô mình Có ý niệm này Chúng sanh trong luân hồi có thể nói mê hoặc từ vô thị kiếp đến nay đọa lạc trong luân hồi quân tập tật xấu như vậy thời gian quá dài thật không dễ quay đầu không dễ giác ngộ Do vậy chúng ta mới có thể thể hội được Đức Phật trụ thì tại sao suốt 49 năm mỗi ngày đều giảng kinh nói Pháp vậy? Trừ phi trong khoảng thời gian ngắn này, 49 năm này, 49 năm là thời gian ngắn. Quân tập nghi mật dùng trí huệ quân tập quân tập phật pháp hy vọng chúng ta thật sự có thể giác ngộ trở lại hy vọng chúng ta thật sự có thể hồi đầu thật sự có thể làm thiện là thiện đúng mức của phật bồ tát không phải thiện đúng chuẩn của phàm phu chúng ta Tiêu chuẩn thiện của phàm phu cũng không thiện Vì sao? Thiện không thể vượt ra khỏi luân hồi Quý vị thiện sanh vào ba đường thiện đáng là gì? Đặc biệt trong tịnh tông Hoa nghiêm cũng xem là tịnh tông Quý vị xem, xem xem cổ đức nói kinh vô lượng thọ tức là trung bổn hoa nghiêm kinh a di đà là tiểu bổn hoa nghiêm hôm nay kinh đại phương quảng phật hoa nghiêm há không phải là kinh a di đà sao kinh đại vô lượng thọ sao tiêu chuẩn của tịnh Tông là phải niệm phật giảng sanh thành phật không thoái chuyện đây là thiện tất cả những gì chúng ta làm tất cả những gì chúng ta làm nếu không thể giảng sanh thành phật thì không phải thiện tiêu chuẩn hành thiện của tịnh tông không giống bình thường Được mấy người biết đây Cho nên tất cả những việc làm của tịnh tông Chắc chắn tương ưng với thanh tịnh bình đẳng giác Đây gọi là thiện Đây gọi là tịnh nghiệp Nghiệp thiện của tịnh tông chính là nghiệp thanh tịnh Chắc chắn không có ô nhiễm quả Sáng nhiên tương ưng quán xem quán biểu diễn điệu múa cũng là tu hành cũng là đáng niệm phật công, công phu không gián đoạn nếu khi xem tâm cũng lên xuống theo âm nhạc của nó cũng lên xuống theo sự nhảy múa của nó là quý vị đang tạo nghiệp luân hồi quý vị đã sai rồi nhà phật dụng công là dụng công ở đây tùy theo tình cảm dục vọng người phàm vẫn tạo nghiệp luân hồi lục đạo vẫn trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi tùy theo thanh tịnh bình đẳng giác tất cả những gì quý vị tu không gì không phải là nghiệp thanh tịnh tịnh nghiệp không thể hoại diệt ý nghĩa trong câu này rớt sâu rất rộng cần thể hội sâu sắc phía sau là tinh tấn lực tinh tấn này mới có sức mạnh bồ tát tu hành đặc biệt là hiển thị trong kim hoa nghiêm đại sư thanh lương vì chúng ta chỉ ra trải qua sự việc để luyện tâm cho nên bồ tát trong hội hoa nghiêm không có chọn lựa không cần phải chọn lựa một nơi thanh tịnh để tu Ngài không cần chọn lựa Tiểu thừa tu hành có chọn lựa Phải chọn lựa chung a lan nhã a lan nhã là tiếng Phạn Ý nghĩa chính là nơi không có ồn ào Nhất định phải chọn lựa một hoàn cảnh thanh tịnh để tu hành. Trong hội Hoa Nghiêm là Pháp Thân Đại Sĩ. Các ngài không có chọn lựa. Bất kể nơi nào đều là đạo tràng tu hành của các ngài. Tại sao vậy? Các ngài thật sự làm được trong không động tâm ngoài không chấp tướng. Cho nên tinh tấn có sức mạnh. Sức mạnh là cách nói này. Nếu sáu căn tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài Vẫn còn khởi tâm động ý niệm Vẫn còn bị ngoại cảnh xoay chuyển Tinh tấn của quý vị không có định lực Công phu này không phải người sơ học có thể làm được nhưng người sơ học chúng ta Phải hiểu được Những đạo lý này Hiểu được phương pháp tu học của Bồ Tát Những cảnh giới Bồ Tát khế nhập Bản thân chúng ta phải nỗ lực tinh tấn Không sanh ra một quan niệm sai lầm được ít cho là đủ bản thân có chút thành tựu liền cảm thấy giỏi lắm ý niệm này vừa sanh lập tức đọa lạc tâm kiêu ngạo đã sanh khởi kiêu ngạo là phiền não đâu ra đạo lý người tu hành tăng thêm phiền não vậy càng là người có tu hành càng khiêm tốn càng là người có tu hành càng phải cúi mình không sanh phiền nào, tham sân si mạng là phiền não lớn. Xem tiếp vị bên dưới. Vị thứ mười. Đoạn này có 11 một vị tôn giả. Hoa quang trí thiên dương Đắc trì nhất tiếng chúng sanh Nghiệp sở thọ báo Giải thoát môn Trong Kim nói Tất cả những nghiệp thọ báo của chúng sanh Tất cả chúng sanh Là chỉ Chúng sanh trong chính Pháp giới Quý vị cần hiểu được Phật trong mười Pháp giới Cũng xem là Bồ Tát Cho nên gọi là chính quả chúng sanh Gồm cả Phật trong mười Pháp giới Đây không phải nhất chân Pháp giới. Tại sao vậy? Các ngài chưa thấy tánh. Trong lục tức Phật, Đại sư Thiên Thầy có nói, Phật này là tương tự tức Phật. Không phải Phật thật. Phật thật chắc chắn phải phá một phẩm vô minh, thấy một phần chân tánh. chứng một phần pháp thân đó gọi là phật thật gọi là phân chứng phật là phật thật là thật chắc chắn không phải giả nhưng ngài vẫn chưa tròn đầy bố mươi mố phẩm vô minh mới phá một phẩm phá sạch bố mươi mố phẩm vô minh đó mới gọi là cứu cánh phật cứu cánh phật chỉ có một vị, Phần chứng phật có bốn mươi vị, bốn mươi ngôi bậc, tương tự phật càng nhiều hơn, tứ thành pháp giới đều là tương tự phật, quán hạnh phật là ở trong sáu đường công phu đắc lực đây là quán hạnh dị thông thường trong kinh luận nói với chúng ta người quán hạnh dị không thể ra khỏi ba cõi không thể ra khỏi lục đạo không thể ra khỏi lục đạo vậy chắc chắn là luân hồi luân hồi chắc chắn có thói chuyện sau đó chúng ta hiểu rõ trong kim vô lượng thọ nói dương tử a xà thị và năm trăm người bạn Trong kiếp trước Đã từng cúng dường 400 ức Phật Quý vị nói xem ông ta có phải người tu hành chăng Căng lành rất sâu rộng Chúng ta nghe đến đều quan hỷ Nghe đến rất ngưỡng mộ Nhưng vẫn trôi lăng trong luân hồi lục đạo Nguyên nhân gì đây? Công phu tu hành của họ đến quán hạnh dị thì dừng lại. Không tiếp tục hướng lên cao. Nguyên nhân gì? Vì chưa buông bỏ chấp trước. Đối với Bốn tướng mình người chúng sanh thỏi giả Chấp trước không buông xuống Nếu buông xuống cái này Họ liền giao được tương tự dị Tương tự dị Ra khỏi sáu nẻo luân hồi Ra khỏi ba cõi Chúng ta phải hiểu được đạo lý này Cho nên mới xem là một tiểu quả Thành văn duyên giá được xem là tiểu quả Xa rời mười pháp giới Mới được xem là chứng đại quả Chứng Phật quả Phần chứng chính là Phật Cư sĩ Giang Dị Nông chú thích Kinh Kim Kim Cang Chư Phật Như Lai trong Kinh Kim Kim Cang nói Ông giải thích rất rõ ràng Ông nói chư Phật chính là 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ Chư là chỉ điều này Không phải chỉ chung cho rất nhiều, rất nhiều Không phải như vậy Chư của ông chính là chỉ 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ đó là Phật thật không phải Phật giả phần, phần chứng dĩ Phật Đây mới là thanh tựu thật sự Phá môn tịnh độ thù thắng Trong phần cuối Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Dương Đạo Quý Cực Lạc Mười đại nguyện đó là Điều kiện giảng sanh Chúng ta có đầy đủ chưa? Điều này chúng ta cần suy nghĩ Không nên cho rằng Mười đại nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát và chúng ta niệm phật liên quan không lớn quý vị nghĩ sai rồi liên quan rất lớn quý vị xem xem phim vô lượng thọ triển khai kinh văn còn ở trong phần tựa chưa đến phần chánh tùng trong phần tựa sau khi liệt kê xong tên các vị thượng thủ câu đầu tiên cùng tu theo đức của phổ hiền đại sĩ quý vị nếu nói thập đại nguyện dương và người niệm phật không liên quan quý vị nghĩ sai hoàn toàn người tu tịnh độ là tu thập đại nguyện dương trong một câu danh hiệu phật gồm đầy đủ cả mười nguyện dương nếu niệm câu a di đà Phật bốn chữ này Trong bốn chữ này không có mười nguyện dương lớn Đó chính là có miệng không có tâm Phí công niệm Người xưa thường nói Đó là hét rách cổ họng của muỗng cung Cần thực hành thập đại nguyện dương Thứ nhất là lễ kính Học từng điều từng điều Có làm được chăng Lễ kính là cung kính tất cả Chúng ta phải dùng tâm thái cung kính Phật A-di-đà Cung kính tất cả chư Phật Để cung kính tất cả chúng sanh Quý vị mới làm được Mới là người thật sự niệm Phật Bản thân cống cao ngã mạng Xem thường người khác Xem người khác đều thấp kém Niệm Phật như vậy cũng không thể giảng sanh Các vị đồng học chúng ta Thật sự phát nguyện Muốn ngay trong đời này thành tựu Những phiền não tập khí này Không buông xuống Chính là chướng ngại Không buông xuống Ngay trong đời này Chắc chắn không thể thành tựu Lời này cũng chính là nói Trong đời quá khứ Chúng ta từng niệm Phật Học qua pháp môn này Không những học qua Mà còn học rất nhiều lần rồi như nhóm người của dương tử a xà vậy trong đời quá khứ chẳng phải không học pháp môn này ư ừ. chẳng phải không tu qua pháp môn này ư ừ. tại sao không giảng sanh nguyên nhân do đâu tất cả những gì chúng ta nhìn thấy trước mắt tiếp xúc được là có nhiều người niệm Phật. Ngày xưa, Thầy Lý Bỉnh Nam thường nói, một dạng người niệm Phật, thật sự giảng sanh chỉ có hai ba người. Nguyên nhân gì vậy? Bậc Đại Đức Xưa nói cho chúng ta, Pháp môn này giảng người tu, giảng người đi, không sót lại người nào. Tại sao bây giờ một dạng người niệm Phật chỉ có hai ba người giảng sanh vậy? Dạ người tu, dạ người giáng sanh về cực lạ, về lý nói không sai, về sự cũng không sai. Chỉ cần quý vị tu hành như lý như Pháp, dạ người tu, dạ người đi, một người cũng không rớt lại. Ngày nay niệm Phật nhưng không thể giáng sanh. ý niệm tự tư tự lợi không buông xuống ý niệm nắm giữ chiếm hữu tất cả người sự vật không buông xuống vì thế không thể giảng sanh phàm là người thật sự giảng sanh cần phải triệt để buông xuống lúc hợp hội tiệc để buông xuống có thể giáng sanh nếu bây giờ tiệc để buông xuống quý vị giáng sanh tự tại muốn đi lúc nào thì đi nói đi là đi bây giờ chúng ta muốn đi cũng không đi được nguyên nhân gì sao vậy không buồn xuống chướng ngại này ngăn trở quý vị cần biết rõ từ xưa đến nay muốn đi là đi không phải không có ai không những có người mà còn có không ít người điều này chúng ta cần phải học tập phải noi theo học theo những người này những người này được như vậy rốt cuộc nguyên cử do đâu không có gì khác chính là buông xuống được mà thôi Triệt để buông xuống Buông xuống sạch sẽ Thế Tôn năm đó Còn tại thế Thể hiện cho chúng ta thấy Ba y một bạc Hiện tướng này là gì? Hiện tướng này chính là nói với chúng ta triệt để buông xuống Cho nên Ngài gọi là Phật Gọi là người tu hành phiền phức của chúng ta hôm nay mỗi mỗi đều không buông xuống được cho nên thành ra như vậy mới gục lặn trong sáu nẻo luân hồi Bất luận trong mười Pháp giới hay trong lục đạo, tất cả những quả báo thiện ác của chúng sanh. Thiện ác là nói nhân tạo tác. Khổ vui là nói những quả thọ của họ. Phật Bồ Tát không gì không biết. Biết được tất cả tạo nghiệp Thọ báo của hết thị chúng sanh Biết được Cần có năng lực Năng lực này chúng ta gọi là thần thông Đây gọi là túc mạng thông Thần thông từ đầu đến Từ trí tuệ Nếu không có trí tuệ tròn đầy Đâu ra năng lực này đây? Phạm vi tất cả chúng sanh là rất lớn. Không chỉ là thế giới ta bà chúng ta gồm chúng sanh trong tất cả quả nước chư Phật khắp tận hư không biến Pháp giới. Quý vị nghĩ xem đây nếu không phải là Pháp thân đại sĩ ở đâu có năng lực này? A à, La Hán biết được nghiệp nhân quả báo của chúng sanh trong sáu đường, ngài có thể biết được trong năm trăm kiếp. Trước năm trăm kiếp thì không biết, năng lực của ngài không đạt đến cho nên có thể biết tất cả chúng sanh tất cả chúng sanh trong mười pháp giới như lai quả địa thượng mới có năng lực này sau cùng nói ngài từ đây đạt được môn giải thoát biết được nghiệp nhân quả báo thì sẽ không tiếp tục tạo nghiệp ác cũng sẽ không tiếp tục tạo nghiệp ô nhiễm Tại sao ư? Ừ. Tạo nghiệp ác, thọ báo trong ba đường ác. Tạo nghiệp ô nhiễm, thọ báo trong lục đạo luân hồi. Đều là việc làm sai lầm. Chỉ có thật sự hiểu rõ mới không tiếp tục tạo. Ngay tạo nghiệp thanh tịnh, ngay do Phật Bồ Tát là cùng một hạng người đây mới là đúng mới chính xác hôm nay thời gian đã hết chúng ta nói đến đây vậy